Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thùy, huấn luyện viên của Levan Sport. Hiện nay khó không ít các chị em đang mong muốn tìm cho mình một lịch tập hợp lý và một chế độ dinh dưỡng phù hợp để làm sao có được một thân hình cùng với ba vòng hoàn hảo. Vậy thì ngày hôm nay, Minh Thùy sẽ chia sẻ cho các chị em những thông tin cơ bản và hữu ích để chúng ta có thể áp dụng được ngay sau video này nhé. Các bạn đừng quên theo dõi hết video hướng dẫn ngày hôm nay của Levan Sport nhé. Có nhiều bạn chia sẻ với Minh Thùy rằng khi các bạn bắt đầu đi tập luyện thì các bạn không biết bắt đầu từ đâu, tập bài tập nào và tập như thế nào, cũng như là đôi khi các bạn muốn tập vào nhóm cơ này thì lại vào nhóm cơ khác, không đúng với nhóm cơ mà các bạn mong muốn tập luyện. Vậy thì hôm nay Minh Thùy sẽ chia sẻ cho các bạn một lịch tập mẫu để các bạn có thể tham khảo. Với lịch tập mẫu này thì chúng ta sẽ tập 6 buổi trên một tuần. Mỗi buổi tập chỉ kéo dài từ khoảng 1 cho đến 1 giờ 30 phút mà thôi. Thì lịch tập mẫu này như sau. Vào ngày thứ 2 chúng ta sẽ tập vào nhóm cơ là chân, mông. Còn ngày thứ 3 chúng ta sẽ tập về nhóm cơ lưng và ngực. Ngày thứ 4 chắc chắn rồi, đó chính là ngày tập cardio của chúng ta để có thể đốt mỡ một cách tốt hơn. Ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 chúng ta sẽ lặp lại lịch của ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Còn ngày chủ nhật thì sao? Ngày chủ nhật tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là ngày nghỉ. Ngày chủ nhật này chúng ta có thể relax một chút và để có thể sẵn sàng nghỉ ngơi, chuẩn bị dinh dưỡng cũng như là tinh thần để có thể làm việc tốt vào ngày thứ 2 ngày hôm sau nhé. Minh Thùy xin giải đáp thắc mắc của các bạn như sau. Trước buổi tập thì chúng ta nên ăn nhẹ một cái gì đấy để làm sao vừa tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt mà cũng vẫn cung cấp đủ năng lượng cho buổi tập của các bạn ngày hôm nay. Ví dụ chúng ta có thể lựa chọn những thực phẩm mà tiêu hóa nhanh cũng như là cung cấp đủ năng lượng cho các bạn. Ví dụ như một số các loại canh rau củ, súp hay là salad. Ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn một số các loại hoa quả trái cây mà có giàu chất dinh dưỡng. Ví dụ như trái bơ hay là chuối, táo chúng ta có thể sử dụng hay chế biến làm sinh tố cũng rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng một số các loại hạt ngũ cốc hay là cháo yến mạch để có thể ăn trước khi đi tập. Những thức ăn này vô cùng tốt cho sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng mà lại giúp các bạn tiêu hóa nhanh. Thay vì các bạn ăn những thực phẩm ví dụ như là chúng ta sẽ ăn một bữa cơm chẳng hạn, một bữa cơm đầy đủ cơm, thịt và rau hay là một suất xôi hay là bún phở thì khi tập các bạn sẽ cảm thấy phần bụng của mình rất là khó chịu bởi cảm giác đầy bụng và khó tiêu. Để trả lời câu hỏi này thì như Minh Thùy đã trả lời từ trước, đó là chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng trước khi tập. Nếu bạn không ăn trước khi tập thì cơ thể sẽ hoàn toàn không đủ năng lượng, không đủ sức để bạn có thể hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Ngoài ra nếu mà bạn trong quá trình bạn tập luyện, bạn không có đủ năng lượng, bạn tập luyện quá sức thì sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, đau nhức cũng như chóng mặt buồn nôn. Ngoài ra các bạn cũng nên biết đó là khi mà các bạn không ăn bổ sung dinh dưỡng trước khi tập thì cơ thể sẽ đốt đi phần cơ bắp của chúng ta thay vì là đốt đi phần mỡ. Và trong trường hợp nếu bạn không ăn sau khi tập thì cơ thể sẽ không đủ dinh dưỡng, không đủ chất để có thể bù đắp lại những tổn thương mà cơ thể vừa tập luyện trong ngày hôm nay. Có 3 chất chính trong các loại thực phẩm mà giúp bổ sung tốt cho cơ bắp, đó chính là tinh bột, protein và chất xơ. Những loại chất này thường hay có trong những thực phẩm như là rau củ quả, thịt, trứng và sữa. Để có thể lựa chọn những thực phẩm mà tốt nhất cho cơ bắp thì các bạn có thể sử dụng những loại thức ăn như là các loại thịt đến từ ví dụ như là cá hồi này, thịt gà hay là thịt bò. Trứng, cá cũng rất là tốt, giàu chất omega 3. Ngoài ra thì đối với những loại rau củ quả thì các bạn có thể lựa chọn như là bắp cải, súp lơ xanh các bạn nhé. Súp lơ xanh tốt hơn súp lơ trắng rất là nhiều. Ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn những loại rau như là rau cải, xà lách để có thể làm kết hợp làm salad cũng rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn cũng nên lựa chọn những loại sữa đến từ các loại hạt ví dụ như là lạc, đậu nành cũng rất là tốt thay vì chúng ta sử dụng những loại sữa đến từ sữa bò hay là sữa động vật bạn nhé. Ngoài ra thì đối với cách chế biến, các bạn hãy nên lưu ý cách này một chút cho Minh Thùy nhé. Chúng ta sẽ chế biến những loại rau và thịt bằng hấp, luộc thay vì là chiên xào nhiều dầu mỡ. Và nếu mà các bạn bắt buộc cần phải chiên xào hay là muốn chiên xào thì chúng ta cũng nên lưu ý là sử dụng những loại dầu ăn như là dầu ô liu hay là dầu hạt gạo giúp Minh Thùy nhé.
Như Thúy Thực biết thì có nhiều bạn nữ mong muốn giảm cân thì các bạn đã nhịn ăn. Đôi khi là buổi sáng các bạn chỉ ăn một chút, buổi trưa cũng vậy, chỉ ăn một chút mà thôi. Còn buổi tối thì các bạn nhịn hoàn toàn luôn. Theo Thúy thì việc này không hề tốt mà lại còn có hại cho sức khỏe nữa. Các bạn nên lựa chọn những thực phẩm mà có lợi cho sức khỏe cũng như là ít calo để có thể hạn chế được việc dư thừa calo cũng như là tích tụ mỡ thừa. Các bạn nên chia nhỏ những bữa ăn trong một ngày vừa để có thể đạt được hiệu quả giảm cân mà vẫn tốt cho sức khỏe. Đối với Thúy thì một cái thực đơn hàng ngày của Thúy rất là đơn giản thôi. Thúy hạn chế tối đa những thực phẩm mà chiên xào dầu mỡ cũng như là đồ ăn nhanh, nhiều đường, nhiều muối. Minh Thúy ăn những thực phẩm mà tốt cho sức khỏe cũng như là rất là healthy. Thúy sẽ ví dụ cho các bạn thực đơn một ngày của Minh Thúy nhé. Buổi sáng thì mình sẽ sử dụng bánh mì đen cùng với một vài lát bơ, sau đó là thêm một quả trứng luộc, thêm một chút vừng các bạn nhé. Các bạn ăn sẽ cảm thấy ngon hơn rất là nhiều. Với buổi trưa thì Thúy sẽ sử dụng gạo lứt để làm cơm, sau đó thì ăn với cả thịt ức gà. Ức gà thì Minh Thúy xào qua với cả dầu ô liu, và tiếp theo đó không thể thiếu đó là phần rau củ. Thì rau Minh Thúy thường lựa chọn đấy là rau súp lơ xanh. Với buổi chiều thì Minh Thúy sẽ sử dụng một chút sinh tố bơ hoặc là sinh tố chuối, ăn kèm với sữa. Ngoài ra với bữa tối sau khi tập, Minh Thúy sẽ bổ sung năng lượng bằng việc đó là cũng sử dụng một phần cơm gạo lứt ăn cùng với thịt bò viên và một chút rau củ. Tùy các bạn có thể lựa chọn cũng như là linh hoạt theo chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình nhé. Hàng ngày mỗi người đều cần phải cung cấp cho mình một lượng calo nhất định. Vì vậy, việc cung cấp calo quá nhiều hay quá thấp đều không tốt cho sức khỏe. Việc hấp thụ calo còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố các bạn nhé. Đó là những yếu tố như là chiều cao, cân nặng, giới tính hay là các hoạt động công việc trong một ngày. Từ đó chúng ta có thể tìm ra cho mình một khẩu phần ăn cũng như là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trung bình mỗi ngày người nam cần có 2.500 calo, còn người nữ thì cần 2.000 calo. Tuy nhiên đây chỉ là một con số căn bản. Chúng ta còn cần phụ thuộc vào đặc thù công việc của mỗi người và mục tiêu tập luyện của mỗi người mà có thể điều chỉnh linh hoạt, làm sao có thể tính được và tìm ra cho mình được một chế độ ăn hợp lý các bạn nhé. Lượng calo cần thiết hàng ngày cho cơ thể của bạn phụ thuộc vào lượng calo nền cần thiết cho cơ thể trong trạng thái nghỉ và trạng thái vận động cũng như là hoạt động hàng ngày của bạn. Lượng calo này được thể hiện qua chỉ số BMI, Basal Metabolic Rate. Thì chỉ số BMI này sẽ được phụ thuộc cũng như là tính qua các chỉ số như là cân nặng, chiều cao, giới tính và độ tuổi. Thì để có thể hình dung rõ hơn cũng như là biết được cách tính chi tiết về chỉ số này ra làm sao thì Minh Thúy sẽ chèn một hình ảnh cụ thể về các chỉ số cũng như cách tính như thế nào ở màn hình các bạn nhé. Cách tính lượng calo hàng ngày. Đối với nam, chỉ số BMI sẽ bằng 88,362 cộng với 13,397 nhân với N cộng với 4,799 nhân với C và trừ đi 5,677 nhân với T. Đối với người nữ, chỉ số BMI sẽ bằng 447,593 cộng với 9,247 nhân với N cộng với 3,098 nhân với C và trừ đi 4,330 nhân với T. Trong đó N là cân nặng tính theo kg, C là chiều cao tính theo cm và T là độ tuổi. Tùy theo chế độ tập luyện, lượng calo sẽ được điều chỉnh như sau. Đối với người ít vận động, chỉ số BMI sẽ nhân với 1,2. Đối với những người vận động nhẹ nhàng, chỉ số BMI sẽ nhân với 1,375. Đối với những người vận động vừa thì chỉ số BMI sẽ nhân với 1,5. Đối với những người vận động nặng, chỉ số BMI sẽ nhân với 1,725. Và đối với người vận động rất nặng, chỉ số BMI sẽ nhân với 1,9. Trên đây là những thông tin hữu ích mà Minh Thúy muốn chia sẻ cho các bạn về chế độ dinh dưỡng mà cho các bạn những đang trong quá trình tập luyện để có thể tham khảo cũng như là đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Trong tháng tới, nếu các bạn có bất kỳ những mong muốn và câu hỏi nào mà muốn Livan Sport thực hiện video thì các bạn hãy comment bên dưới để Minh Thúy và Livan Sport có thể thực hiện. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.